không còn mấy dòng nữa rồi. Ba lớp. Quá đẹp. Ây cha. Thôi thôi xe lố nó bự. Ba lớp kịp cho. Một, hai, ba, bốn lớp luôn. Quá đẹp. Xuống cái đường quá hẹp. Ây cha. Chơi cái bộ tem màu xanh quá đỉnh luôn. Rồi, bữa nay anh em mình giải trí đến Kinh Dũng miền Tây mình ha. Máy này Kubota 105. Chơi cái bộ tem màu xanh quá đẹp. Dạ, chơi cái bô nổ nghe xe xe luôn. Thứ dữ rồi, bữa nay gặp thứ dữ. Trăm lẻ này cái bô nổ nghe giòn lắm. Tài này chạy cũng đỉnh lắm. Hiện tại đang phanh cua qua. Nãy giờ thì chưa dắp dòng. Là nghe mở vạc dòng đầu nó hơi chậm anh em à. Chơi cái bộ tem màu xanh. Cắt lúa xanh. Bô nổ dữ chưa? Phò. Quá dữ. Ê, cái mương tao không ơi. Rồi, chuyến này chơi vòng thận lại. Bữa nay gặp thứ dữ à. Ý chà. Chơi cái bồ nổ gì mới đã. Nổ xè xè như máy bay. Đang phượt lên. Rồi, anh em sẽ kéo chuẩn bị ra kéo lúa. Cải tiến cái server quá nhanh. Máy này thì poly tắt 25. Máy này phượt cũng rất nhanh đó.
tài cho 100 chơi lúc hàm luôn. Máy chạy quá dữ. Gơm này là đốt chứ không có máy cuộn gơm gì vậy, cho nên 100 gãy ra cho đều để bà con đốt. Lúa này thì lúa OM18 anh em ơi. Ở đây thì dùng đất này hay làm lúa OM18 lắm. Đất này thì T5 cầu dừa. Ôi ôi, xe kéo đang hủy diệt tốc độ. Có gì chưa nói không? Ây cha. Ôi ôi, ủi lên luôn kìa. Tài này chạy quá dữ. Bồ nổ nghe giòn đá gì đâu. Chạy dị nữa mới đã. Xa bư của nó thì 3600 vòng có trên. Tới cái mui luôn à, cái mui chơi cái mui màu màu sọc sọc. Trăm lẻ đang đi tới, còn mấy anh đang giục lúa lên xe nè. Xe này thì đi 3 người. Tài chạy kiểu này thì không bao lâu là gòi 1 lô. Đất này nào nghe hậu dài, hậu 1000m anh em à. Quá lẹ. Đúng là thứ dữ mà. Thả đường lon ngay bon. Xe kéo đang hủy diệt. Trời ơi, coi chạy kìa ông nội ơi. Yeah, đang phanh cua qua. Đợi. Đập toàn thứ dữ không ha. Chạy đi luôn rồi. Ôi ôi. Dữ chưa, bằng này bằng mua chứ không phải bằng này bằng thi. Đó, bên kìa.
bằng mua khỏi chạy khỏi sợ bị bắt. Kéo ra thì dài dắt xuống ghe luôn anh em à. Công đoàn đang dắt xuống ghe luôn à. Rồi, mình xin tạm dừng video tại đây luôn. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.